chứ không biết trở về anh năng cái gì. Nếu ông cháu nhà bên chê lúc nãy có nói đấy, bên chê thì ông trẻ nó cứ uống rượu về cứ chửi á, chửi con cháu này đi về nhà ông ăn cơm, bố mẹ mày đi đâu hết rồi, ông mày cũng thế. Biết có lần mà có nữa. Có một con à? Con bé thì tí này. Thế là ông vẫn có là một chút gia cầm đúng không? Lúc còn trẻ thì mua cái sứa một tí. Sứa. Nơi lớn mà ăn được thì lấy cơm bói cho ăn thôi. Đây ông chả làm cái gì được. Lúc mà khổ quá rồi là bắt củi đi bán. Là lấy củi đi bán à? Đi bán thì con cháu đi, một gói, hai gói mì tôm về cho cháu ăn. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay sẽ không phải là thước phim đi lên trên nhà của em Sử hay em Quân hay là các ông cụ mà ở một mình cả cô bác ạ. Hôm nay sẽ là cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ một cái hoàn cảnh mà phải nói là cực kỳ mà éo le cô bác ạ. Và cái hoàn cảnh như thế nào thì cháu Lực xin được tóm tắt lại qua một chút cô bác nhé. Cháu Lực cũng được là người trưởng thôn ở cái thôn này giới thiệu cho cháu Lực thì cháu Lực biết cái hoàn cảnh này và hiện tại là như thế nào cô bác. Bây giờ hiện tại thì có hai ông cháu đang ở một
đang ở với nhau các bác, ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là như một cái lều thôi các bác. Một ngôi nhà mà thật sự ra thì rất là xồ xệt các bác ạ. Còn là cái ngôi nhà như thế nào thì một tí nữa cháu Lực đi vào ghi hình và thăm hoàn cảnh đó như thế nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục chia sẻ lên trên kênh các bác. Hôm nay thì cháu Lực đi thăm vào đi hoàn cảnh mới thì cháu Lực cũng trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là mua một gói bánh kẹo cho cái bạn nhỏ và một cái thùng mì tôm cho gia đình. Đấy. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My là gửi cho cháu Lực một cái khoản để vào cái quỹ của cháu Lực. Khi nào mà cháu Lực đi thăm hoàn cảnh mới hay là chị có cái chương trình gì muốn đi giúp hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ trích cái khoản tiền của chị ra. Thế còn là bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. À, cũng cho cháu Lực xin được giới thiệu qua một chút cô bác. Bây giờ thì hiện tại thì cái con đường này thì vừa rồi cháu Lực cũng ghi hình một chút cái con đường mà khi mà cháu Lực với bạn Hiệu đang xuống, hai anh em thì không dám đi là mỗi người một xe, hai người một xe cả cô bác, phải đi mỗi người một xe cô bác. Xe này thì cũng được là chị cũng được bác Tiên là mua cho bạn Hiệu của bác. Bạn Hiệu thì chọn màu đen, cháu Lực thì chọn màu trắng. Hôm nay thì không có lấy xe mới của cháu Lực đi cả cô bác, lấy xe của bạn Hiệu đi thôi. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Bây giờ thì phải nói là sau khi mà hai anh em nhận được cái khoản mà cái phần bác Tiên bác ấy gửi cho thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn và rất là biết ơn bác cô bác ạ. Đã học ngày rồi má. Ồ, lắng im mình cho tới mình đồ bác nào. Im mèng ếng à. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi bác kia bảo là nhà có em nhỏ mà Tiên Mạnh thì có phải là nhà đi xuống dưới kia không? Thì bác bảo là có các bác. Hầu như là cái ngôi nhà ở dưới kia là cháu Lực nhìn thấy là nhìn từ xa. Cô bác ạ, nhìn từ xa thì chỉ có một hai cái ngôi nhà ở gần thôi. Ở đây thì mấy anh em đi thì cô bác ạ toàn là đi những cái đường mà có thể nói là con trâu đi hay là các cô bác ở đây đi làm nương làm rẫy đi qua thì thành ra là cỏ không có mọc được thôi. Cái ngôi nhà của em Mạnh với lại ông thì được nằm là ở đằng sau cái búi tre kìa cô bác kìa. Đằng sau cái búi tre lên một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là nhỏ, không nhìn thấy cái ngôi nhà đâu, nhìn thấy một chiếc trách một chút thôi. Còn bây giờ thì cái cung đường đi thì cũng hơi khó khăn một chút cô bác. Cho nên là cháu Đức sẽ không có ghi hình nữa và cũng hơi xa một chút cô bác. Đi tận dưới kia nếu mà mấy anh em từ trên này xuống thì ít nhất phải đi vào tầm độ tầm bộ 2, đi bộ tầm 20 đến 30 phút thì mới đến nơi được. Một tí đến nhà của ông với lại bạn nhỏ đấy, cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng đi vào và thăm hoàn cảnh mới mà cháu Đức chia sẻ lên cô bác nhé. Bây giờ thì hiện tại là cháu Lực đã đến nhà ông rồi các bác. Có vẻ như là đang nhìn ông là đang ở ngoài. Con chào ông nhé. Nhà ông ở đây hả ông? Ông là có cháu tên là Mạnh đúng không? Đây là Mạnh đúng không? Vâng. Bây giờ thì cháu Lực cũng đã đến nhà của ông rồi các bác. Ông đeo mic này một chút nhé. Con chào ông nhé. Ông đeo con này. Đấy, con giới thiệu một chút ông nhé. Con là Tiên Lực. Con làm một kênh YouTube đấy, chia sẻ về thiện nguyện đấy. Thì cũng được là anh trưởng thôn là anh giới thiệu là ông hiện tại là đang ở với lại Mạnh ấy. Đấy, thì hôm nay thì cháu xuống đây thứ nhất là thăm ông và thứ hai thì cháu muốn là ghi hình lại và đăng tải lên trên kênh để cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đấy, đến xong là có Mạnh Thường Quân nào mà ủng hộ hay là quan tâm tới bao cháu thì đến lúc đấy cháu lại về thăm ông tiếp. Đây là Mạnh đúng không ông? Vâng. Mạnh ra đây chú Bảo. Mạnh đây, chú Mạnh. Mạnh ra đây chú Bảo. Ra đây chú Bảo. Ra đây chú Bảo. Mạnh năm nay học lớp mấy rồi? Hả? 5 tuổi rồi. Học lớp 5 tuổi à? Ồ. Thế bố đi đâu rồi? Bố đi làm việc á? Đây này chú cho bánh này. Đấy. Hôm nay thì có vẻ là Mạnh gặp cháu lên tàu 9. Cháu xin. Cháu xin. Cháu xin nhá. Rồi đây. Đấy. Vừa mới đi học về luôn à ông? Vâng. Ông thì biết nói tiếng Kinh nhiều nhiều chứ không? Tạm tạm nói được một tí thôi. Tạm tạm thôi à? Đây, đây ông, hôm nay con có một thùng mì là gửi tặng cho ông với lại Mạnh nhá. Vâng. Anh các cháu nha. Vâng ông ạ. Thế ông cho cháu hỏi bố của Mạnh thì thấy bảo là đi đâu làm xa hả ông? Đi theo bất chi làm mấy năm rồi. Năm chưa không về. Đi Campuchia? Ừ. Đi được mấy năm rồi không?
Sắp gần 2 năm rồi. Sắp gần 2 năm. Vâng. Thế nhưng mà ông có liên lạc gì với anh được không? Không liên lạc được bây giờ. Không có điện thoại. Không có điện thoại á? Không gọi được đâu. À, thế là đây là trong nhà của ông à? Vâng. Ông làm cái nhà này thôi. À, thế là hai ông cháu là buổi tối là ngủ đây luôn à ông? Ngủ đây luôn chứ. Rồi đây bà này trời mưa thì che trên, nắng thì thế này thôi. Ôi. Thế nhưng mà này như này mà mưa to thì làm sao mà ngủ được à ông? Hai ông cháu làm sao mà ngủ được? Mưa to thì cái bàn này che ở trên mưa đó mà. À. Nào có. Cái chỗ này thì ông định làm gì chỗ này? Này làm bếp là làm nấu cắm lợn. Nấu cắm lợn à? Nhà ông có nhiều lợn không? Không. Một con trong chung nhưng mà. À. Vào đây là trong nhà của ông à? Vâng. Ông có thể đưa cháu vào nhà được không? Có. Vào nhà ấy. Thì ông cháu mình đi vào nhà một chút đi. Trong nhà thì có vẻ là khá là tối rồi cô bác. Bây giờ thì trời cũng độ đâu là tầm 3 giờ rồi. Ôi, nhà chắc phải bật điện đấy Hiệu ạ. À. Chắc phải đợi Hiệu lấy đèn pin để bật đã cô bác ạ. Trong nhà thì cháu Lực nhìn thấy rất là tối. Ở đây là một cái ngôi nhà mà cháu Lực không nghĩ rằng nó là cái ngôi nhà luôn cô bác. Còn về cái hoàn cảnh của ông cụ như nào thì với lại cháu như nào thì một tí nữa cháu Lực sẽ tiếp tục là tâm sự với ông và hỏi thêm ông thêm một chút chuyện nữa. Chỗ này thấp đấy ông nhỉ, đi là phải cúi đấy nhờ. Cửa này mở được to không ông? À đây được. Ui đứt luôn này ông ơi. Một tí nữa chắc là cháu sửa cho ông sau nhá. Một tí nữa thì ông cháu mình sửa sau. Thế là hai ông cháu là ngủ đây luôn à? Ngủ đây luôn đúng không? Nào Mạnh ngồi đây, ngồi đây với chú nào, ngồi đây với chú. Thóc đấy, cháu. Đây là một năm của ông làm được 4 bao thóc này à? Thế rồi. Ôi. Như là không đến Tết là hết gạo rồi. Không đến Tết là hết gạo rồi. Thế là ruộng nhà ông thì có nhiều không? Đây, đây lắm mà. Dưới kia có một chút rồi à? Này có một tí thôi mà. Thế là gạo nhà ông thì đủ ăn một năm không? Không đủ đâu. Không đủ làm à? Làm 2 vụ đấy, không đủ. Chia làm 2 vụ à? Vâng. Làm 2 vụ cũng không đủ? Không đủ. Mấy vụ một 10 bao. Không phải bao này đâu mà. À, thế là 2 vụ là được 10 bao. Vâng. Là 1 vụ là được 5 bao. Nhưng mà nhà ông thì có phân đạm gì cho vào không? Hay là chỉ có phân trâu thôi? Phân trâu. Chỉ có phân trâu thôi? Ừ. Đạm không có tên mô nữa. À. Thì lúa không tốt. Ồ, thế vậy là lúa không tốt thì mới không có đủ ăn đúng không? Vâng. Ở đây trong nhà thì cháu được nhìn thấy là có một chút ngô này. Ông với cháu ở chả có tìm gì được tiền đâu. Nhưng mà ông ở đây là cũng không có điện gì à? Không có điện đâu. Rồi ôi. Có điện đèn pin và đi sạc người ta. Là đi xin sạc hết hả ông? Vâng. Ôi là các cháu là cứ thắp đèn. À thế là sáng. Thế là ông là dùng 2 cái bóng đèn này à? Vâng. 2 cái bóng đèn này à? Vâng. Ở cái đây thôi. À. Ôi giời ơi, hai ông cháu của bác này không có điện gì mặc dù bây giờ là hàng xóm. Ở đây thì hàng xóm nhà ông có ở gần đây không hay là xa? Bên kia. Ở bên kia. Ở đây kia. Nếu mà mình đi thì đi sạc một cái pin như này thì độ tầm là bao nhiêu phút là mình đi đến nhà người ta? 15 phút. Đi đến 15 phút. 15 phút mới đến. 15 phút là đi đồi hay là đi sang ngang không? Đi lên đồi à? Đi lên dốc à? Đi thẳng. À. Đi đường bên kia. À. Thế là đi lên dốc xong là mới đi thẳng đến gặp nhà người ta đúng không? Vâng. Con đồi bên kia đến nhà. À. Đến em. Thế còn ông cho con hỏi một chút đấy. Thì là Mạnh này mẹ là bỏ đi hay là như nào? Bỏ đi. Mẹ là bỏ đi à? Vâng. Thế đi lấy chồng mới hay là đi làm? Chồng mới rồi. Lấy chồng mới á? Mạnh thì còn nhớ đến mẹ không? Giờ nó không nhớ rồi. Không nhớ đến mẹ rồi à? Vì ăn cơm này, ông bói cho. À, này, bỏ tay ra chú xem nào. Thế là bây giờ là Mạnh khác ở với ông à? Thế Mạnh có đi học không? Có đi. Đi à? Thế năm nay Mạnh được bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho chú nghe xem nào. 4 tuổi rồi. Nhưng năm 18 à? 2018 à? 18, 19, 20, 21, 22. À, nó cũng được gần 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi. Gần 5 tuổi rồi. Thì 5 tuổi là bây giờ đang học lớp 5 tuổi, học lớp 4 tuổi à ông? 5 tuổi. Học lớp 5 tuổi à? Vâng. Thế như buổi sáng Mạnh đi học thì Mạnh hay ăn cái gì? Ăn với gì không? Ăn cái gì đâu.
Không ăn cái gì? Đi cô giáo đến 10 giờ mới được ăn cơm ở trường. Được ăn cơm ở trường? Sáng cái gì không có. Không ăn. Thế là Mạnh là nhịn đi học luôn à? Vâng. Ở đây là có đi dép đi học không đấy hả Mạnh? Sao lại chân lại bẩn hết rồi? Có đi dép đi học không ạ? Đi, dép đi. Hả? Đây chú bóc bánh cho ăn nhá. Chú bóc bánh cho ăn nhá. Mạnh nhá. Mạnh phải nói to lên nhá. À, vâng à. Mạnh thì có vẻ là rất là ngoan của bác ạ. Đây, hôm nay thì cháu Lực xuống. Ủa, không ngoan không được. Đây. Đây. Còn ông ở. Ông cháu ở. À, đây xin đi. Cháu xin. Cháu xin là xin bác, xin chú thôi không phải bác đâu. Này ông thì có ăn luôn không? Ừ. Ông ăn một chút không? Rồi. Ông ăn một chút. Đấy, ăn ông ăn một chút xong là hai ông cháu hôm nay thì thực sự ra mà nói thì cháu cũng không biết là cháu phải mua đồ mua đạc gì cho ba ông cháu cả, à cho hai ông cháu cả. Đấy, tại vì là cháu cũng chỉ được là anh trưởng thôn là giới thiệu là có hai ông cháu là đang ở dưới chân đồi này. Đường đi xuống nhà ông thì phải nói là đi cực kỳ là khó. Vâng. Nhà ông, nhưng mà nhà ông ở đây là không có được xe máy đi vào à? Có đi đường đến kia vào đến làng bên kia này thôi. Cái làng bên kia, đi xe máy đến làng bên kia thôi đúng không? Vâng. Ồ. Từ đây đi chừng 10 phút. À. Thế Mạnh thì cho chú hỏi, Mạnh có biết bố đi đâu làm không? Hả? Chưa biết. Ồ, chắc là chưa biết đâu. Thế nhưng mà bố cái lúc... Đi lâu rồi. Cái lúc mà bố đi thì Mạnh được 2 tuổi hay là 3 tuổi không? 2 tuổi. Được 2 tuổi thôi à? 2 tuổi xong là mẹ nó cũng đi, bố nó cũng đi, cùng ông ở. À. Thế ông... nhưng mà bố của Mạnh đi là đi làm hay là bỏ đi? Đi làm hay là bỏ đi? Nó đi làm rồi, có gì không biết, trở về, nó năng cái gì. À. Nếu ông cháu, nhà bên kia, lúc nãy con nói đấy, bên kia thì ông trẻ nó uống rượu về, cứ chửi. Chửi á? Chửi con cháu này, à. Đi về nhà, à. Ông ăn cơm, bố mẹ mày đi đâu hết rồi, ông mày cũng thế. Dạ, ông bực ra, đi ôi. Tại... Ta lại cùng cháu mẹ làm liều bên kia. Chú ơi, đừng nói nhiều nhá. Đấy. À, thế là trước là ông là đi ở nhờ nhà chú đúng không? Không ở nhờ, cùng ở. À, cùng ở, là ở với nhau đúng không? Gần nhau. À. Gần nhau với cháu này. À. Ừ, cứ lúc nào có về nhà nó, cũng nhiều với chửi. Ờ. Thì cháu đó, ôi, này không cùng ở được đâu. Thế là ông là với Mạnh là mới ra đây ở đúng không? Thế ông với Mạnh là ra đây ở là được bao nhiêu năm rồi ông? Gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Thế lúc mà từ Mạnh từ còn rất là nhỏ đúng không? Thế là như kiểu chú kia là biết là con của ông là đi sang Trung Quốc, là đi sang bên Campuchia. Nhưng mà từ cái thông tin nào ông biết là anh đi Campuchia anh? À ông? Ai, có ai bảo ông không? Có ai bảo ông đi đâu không biết mà vào đi Campuchia. Đi từ đi được 2 năm rồi. Thế như gia đình mình thì cháu thấy một con trâu thì có phải trâu của nhà ông không? Phải trâu nhà ông, trâu ông bảo không có phân. Người ta bảo ôi ông là một mình một người. Cái sông keng là có quả nhiều cho ông lấy trâu về nuôi cho nó. À. Đi cỏ lấy phân cho ruộng một tí. À. À. Thế thôi. Ồ, thế là trâu này là ông đi nuôi nhờ người ta đúng không? Vâng. Ồ. Mạnh thì phải nói là một em bé rất là ngoan của bác này. Hôm nay gặp Mạnh có lần đầu tiên thôi. Mà nói chuyện với Mạnh thì có vẻ như là rất là quen thuộc của bác ạ. Mạnh thì có muốn lần sau chú vào chú mua bánh cho không? Có. Hả? Mua à? Ồ. Quần áo này thì đi học thì mặc mỏng đấy, có lạnh không? Không lạnh á? Thế nhưng mà. Thế đến mùa đông thì hai ông cháu để ở trong cái ngôi nhà này thì phải nói là rất là lạnh đúng chưa ông? Lạnh nhá. Ông thì có vẻ như là nói đến người con hay là bên kia có người ta mà hắt hủi gia đình mình quá nên là những cái giọt nước mắt của ông của bác ạ, cháu được nhìn thấy là đôi mắt là đỏ lòm rồi đấy. Đấy ông thì những bữa cơm ông thì ông ăn cơm với cái gì? Gì à? Nấu cơm với
dấu của nó. Cơm với rau à? Rau này thì ông tự trồng được hay là ông đi hái rau dại về? Rau ở rừng á? Rau rừng à? Rau cải trồng không nên. Thế là ông là một mình ông có gà có lợn không? Có biết có lợn và con nữa. À, có một con à? Con bé thì tí này. À, thế là ông vẫn có là một chút gia cầm đúng không? À. Thế như ông cho con hỏi một chút đấy, thời mà Mạnh còn nhỏ ấy, thì ông làm như thế nào mà ông có động lực mà nuôi được Mạnh mà lớn khôn như này? Lúc còn trẻ thì mua cái sứa một tí. Sứa? Lớn mà ăn được thì lấy cơm bói cho ăn thôi. Ừ. Mạnh thì bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Lên lớp cô giáo có cho ăn thịt không? Cho. Cho à? Lên lớp là được ăn thịt à? Ừ. Thế ông là tầm bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn thịt không? Hả? Ông bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn thịt? Năm về thì không có. Nó ở trong làng nó mới đi đâu thì thì là mới có ăn đúng không? Ừ. Thế là ở nhà mình là không có thịt để ăn. Không có đâu. Vâng. Thế ở đây thì quán xá thì ông đã bao giờ đi chợ chưa? Hả? Ông có đi chợ không? Lâu lâu mới đi một lần à? Không có tiền không đi. Đi chợ không có tiền đi, không chả đi làm cái gì nữa. Nhưng mà ông ở đây thì ông làm cái gì để ra được tiền xong ông đi chợ? Đây ông chả làm cái gì được. Lúc mà khổ quá rồi là bắt củi đi bán. À là lấy củi đi bán à? Đi bán thì ông cháu đi một gói, hai gói mì tôm về cho cháu ăn. Vâng. Mạnh thì có nhiều bố không? Hả? Có biết đến bố không? Hả? Bố đi làm xa này thì có nhiều bố không? Không nhiều bố á? Đâu lắm không nhớ. Mạnh thì thưa bác ạ, chắc là đi từ rất là nhỏ rồi thành ra là bây giờ không có nhớ hình hài của bố. Như ông thì có điện thoại gì không? Có điện thoại. Không có điện thoại gì à? Có. Thế là trong độ 2 năm vừa qua là mình không liên lạc được với con mình luôn à? Vâng. Chỉ biết là lúc mà con đi là biết là bảo là đi Campuchia làm đúng không? Thế rồi. Ờ. Anh đi đâu không biết mà bảo đi Campuchia. Ờ. Thế hôm nay thì cháu lúc đấy thì cháu cũng không có biết mua cái gì để cho ông ấy. Thì ông cầm 100.000 này, 100.000 ấy. Thì ông đi mua, có thể là đi mua thêm một chút thịt nhá. Đi mua một chút thịt về để hai ông cháu ăn một bữa nhá. Cho ông xin nhá. À, ông hãy nhìn là ông thì phải nói là rất là cháu thương ông quá rồi, người nướng mắt rồi. Ở đây thì con thì được là cảm được ơn nhá. Vâng ông, được anh trưởng thôn giới thiệu thì thành ra là con mới biết là cái hoàn cảnh của ông là có như này như nọ. Vâng. Như này. Mạnh này có ăn bánh được không? Hả? À? Mạnh có thích ăn bánh này không, để lần sau chú mua cho. Thích à? À. Thế Mạnh biết nói tiếng Kinh thì Mạnh khoanh tay chào các ông các bà xem nào. Này, bỏ cái đèn pin xuống, khoanh tay vào. Con chào các ông các bà. À, Mạnh nói lớn lên một chút thì mới nghe thấy được. À, khoanh tay vào. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Con tên là Mạnh. Tên là Mạnh. Là Mạnh. Mạnh. Năm nay con được 5 tuổi. Năm nay con được. Nào Mạnh nói cho chú nào, các ông các bà mới thương ấy nhá. Còn các ông các bà mới thương nào, Mạnh nhìn ra đây. Mạnh con nhìn lên kia. Đấy, con được 5 tuổi. Con 5 tuổi. Đấy, có vẻ như Mạnh là hôm nay gặp cháu Đức lần đầu tiên rồi cô bác này. Thì thành ra là hơi rụt rè một chút. Trong thời gian tới thì cháu Đức sẽ tiếp tục là vào thăm hai ông cháu nhiều hơn cô bác. Thì cháu Đức chắc là cháu Mạnh sẽ dần dần là nói chuyện với cháu Đức nhiều hơn. Mạnh thì ở nhà có nói chuyện nhiều không hả ông? Nhà vẫn nói mà. Nhà nói à? Thế thì Mạnh bây giờ đứng dậy nhá, để chú quay cái ngôi nhà của Mạnh một chút nhá. Nhá.
Đây là con gấu của Mạnh à? Hả? Có phải không? Phải à? Ai mua cho đấy? Còn mẹ mua rồi. À. Ôi ôi, con gấu đấy cô bác này, gấu của Mạnh đấy cô bác. Phải nói là mua từ rất là lâu rồi, từ lúc mà mẹ còn đang ở đấy. Mẹ thì ông có biết là mẹ của Mạnh đi đâu không? Nó trốn đi đâu không biết mà. Trốn đi đâu không biết. Rách hết cả da rồi cô bác. Không gửi được. À. Thế đây là những cái điệu mà ông để điệu Mạnh à? Điệu miệng ấy. Thế những cái điệu này thì trong lúc như nào thì ông điệu Mạnh? Đang con trẻ điệu à. Đi học à. 3 tuổi thì à. Con đi học ấy. À. Thế là bây giờ là buổi sáng là Mạnh tự đi học hay là ông đưa Mạnh đi? Cứ đưa đi mãi thôi. Buổi chiều nó về. Buổi chiều là sáng tự... Sáng thì sáng nào cũng đi. Là tự về à? Vâng. Đấy, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cho chú mượn đèn pin nữa nào. Đấy, ở đây thì... không có bóng, không có dùng bằng điện không cô bác này, không có điện để mà dùng nữa. Đây là đi sạc nhờ điện cho người ta, đi sạc điện nhờ nhà người ta. Thành ra là ông phải dùng tới 3 cái bóng đèn này này. Đây. Thế là buổi tối là hai ông cháu là khắc ngủ ở đây luôn à ông? Vâng, ngủ đây luôn mà. Cơm mà chưa nấu. Tối nay thì ông ăn cơm với gì? Ông nấu cơm thì hay nấu ở đâu? Nấu ở đây. Cái bạt này là ông mua về để che trên này à? Vâng. Là sợ mưa về đúng không? Mưa về mới che. À mưa về mới che đúng không? Đây vào trong ngôi nhà của ông cụ cô bác này. Hiện tại vào trong ngôi nhà của ông với lại em Mạnh ấy thì cháu Lực còn phải là cúi xuống chứ không là nào Mạnh cho chú bế một tí nào. Cho chú bế một tí. Đấy, cho chú bế một tí. Đấy, cho chú bế một tí nhá. Ở đây thì ông có cả ngô à? Ngô đấy. Nó đi xin họ về. Ngô này cũng xin họ về á? Vâng. Nó về, ông như thương, ông cho ông đi mấy cỏ mấy cái. Ồ, thế là người ta thương ông là cho ông đúng không? Vâng. Thế còn là... Lâu lâu nữa ăn... À... Đấy, và... Ui, vào trong nhà của Mạnh ấy thì phải còn phải lấy cúi này cô bác này. Thế buổi tối là Mạnh ngủ với ông ở đây à? À, có phải không? Phải ạ, mà thế. Buổi tối Mạnh ngủ ở đây thì có lạnh không? Không. Không lạnh á? À, còn là trẻ con cô bác cho nên là chắc là không biết là lạnh là gì đâu. À, như cho Lực đi vào nhà chia sẻ thì cô bác anh chị đã cũng đã biết được rằng là ngôi nhà của ông với lại Mạnh là như thế nào rồi. Đấy, đi dép vào đi. Đi dép vào ra đây nhá. Ông là cũng nuôi một con chó à? À. Đây là những cái tấm bạt mà ông mua về để ông phủ lên trên này đúng không ông? Vâng. Thế còn đây là cái bếp của nhà ông à? Cái bếp chỗ này này. Chỗ này đây. Chỗ này là ông nấu cơm ở đây à? Nấu cơm. Đi cái đấy mà. Ồ. Đây chỗ của hai ông cháu là nấu cơm là ăn cơm ở đây này cô bác này. Thế là bây giờ là ông chuẩn bị chuyển ra bên này để ông ăn nấu cám lợn ở đây à ông? Vâng. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi từ xa xa ra để nhìn một chút ngôi nhà của ông và các bác. Nào Mạnh đi ra đây với chú này. Có cần chú bế không? Hả? Này chú bế nào. Bế cái nào. Này chú bế cái nào. Này ôm cổ chú. Ôm cổ đi. Ôm vào cổ đây. Ôm đây đây. Đấy. Ôm vào đây. Đấy, còn ở phần bên này thì cháu Lực nhìn thấy là có bác này có vài những cái tấm tôn, không biết là tôn này là ông đi mua về hay là ông đi xin về cả. Ở trên thì cháu Lực nhìn thấy là ông phủ thêm một lớp bạt nữa này, cộng thêm rơm như này thì ông lấy ở đâu về hay là ở của gia đình mình ông? Rơm trên tinh cờ ruộng này đấy. Là lấy ở ruộng về à? Thế rơm như này thì bao nhiêu lâu thì mình thay một lần ông? Bây giờ là 2-3 tháng. 2-3 tháng à? Trời mưa nó ướt hết. À. Thế còn những tấm pro này thì ông mua về à? Ông xin thôi. Ông cũng mua đi xin hết rồi à? Cũng tên mua mà. Ồ. Xin. Nếu cứ nên làm bếp thì nó lửa lên rồi, à. Nó cháy. Là mình phải pro đúng không? Em. Ôi rồi ông thế, làm khổ thế đấy. Thế còn... Còn cái cặp này thì ông dùng để làm gì cái này ấy? Cái này cái lồng này này. Lồng nó cũng xin một cháu kê về.
bấy chuột đấy, bấy không, bây giờ nó không có gì không bấy được rồi, à. Không có cái lò xo đấy. Thế chuột này thì ông bấy về thì ông mang đi bán hay là dùng để hai ông cháu để ăn? Đi bán thôi. Đi bán à? Không ăn. Có tiền thì đi bán được, nhưng mà nó nói thế không bấy được đâu. À. Bây giờ nó cái... À, là bình hồng rồi đúng không? Thế mà rồi. Nếu mà mình bán được thì mình đem mà chuột đi bán để mua thức ăn cho mạnh đúng không? Vâng. Thức ăn cho nhớ cháu lắm mà. Ông thì bây giờ phải nói là thật sự của bác ạ, rất là thương cháu của bác. Nhìn mặt của bé Mạnh thì cực kỳ và tội luôn của bác. Khi mà bây giờ mình lớn lên rồi, được 5 tuổi rồi, không biết mặt của mẹ mình lai, cũng không biết bố mình lai, không biết là bố mình còn sống hay đã chết nữa của bác, đi Campuchia ấy. Ông thì có nghĩ đến bao giờ mà con mình đi Campuchia mà mất chưa ông? Không biết đâu. À biết. Thế như ông như ông thì cho cháu hỏi thì ông có hay uống rượu không? Không. Ông không uống rượu à? Không. Ông uống gì? Uống ít thì không uống được nhiều. Nếu uống nhiều thì chả đi đâu được đấy. Là... Cháu này thì nó cái cụm ở mái thì sợ cháu. Là sợ cháu bị làm sao đi đâu đúng không? Vâng. Ở nhà thì nghe lời ông nhá. Nhá. Đi học là phải ngoan nhá. Nhá. Đấy, còn cái ngôi nhà của ông của bác thật sự ra để mà nói thì khi mà cháu Lực đi vào. Khi mà cháu Lực đi vào ấy thì cháu Lực còn phải lấy cúi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy những cái cột, những cột nhà của ông của bác thì hoàn toàn là làm bằng tre hết thôi. Ông cháu mình đi đi xuống dưới một chút đi ông. Vâng. Cứ mục hết rồi. Thế cháu cháu này là được ông là đi nuôi nhờ về đúng không? Vâng. Thế là buổi tối là ông cho cháu ở đâu? Cháu ở đấy thôi. Cháu ở đây luôn. Trời mưa thì mới đấy về hôm nay. Thế là trời mưa là ông mới đem về xuống gầm nhà của mình đúng không? Vâng. Đây này thì cháu được nhìn thấy là những cái cây làm bằng gỗ đấy của bác này. Cái này thì thay bao nhiêu lần rồi ông? Cái cột này thay bao nhiêu lần rồi? Thay hai ba lần rồi. Thay hai ba lần rồi? Lần sắp nhiên thay rồi, bây giờ nó nhiên hết. Trong cái này nó... Ở nhà ông thì có rừng không? Nhà ông thì có rừng không? Rừng à? Có rừng cây ấy. Cây có ba em bây giờ. Chẳng nhiên có nữa. Bên kia không chia nhau, chứ chia nhau. Là có nghĩa là ông không được hưởng cái gì hết à? Vâng. Là người ta, là nhà chú của, nhà em của ông là cướp hết à? Vâng. Ừ, bên kia đó, dừng ở bên kia. Rồi ông về đây thì mấy sông kén này là ông mới để. Thế chuồng, ở đây thì chuồng trại nhà ông thì có bao nhiêu con lợn đấy? Con đây đúng không? À, có một con này thôi à? Vâng. Ui rồi. Thế là ông là vẫn nuôi được một chút gia súc đúng không? Nuôi một con này, con lợn này thôi. À. Con trâu này nuôi nhờ của người ta. Ồ, thế trâu là đi nuôi nhờ đúng không? Ừ. Bây giờ là cũng đến giờ là ông nấu cơm rồi đúng không? Ừ. Thế tối nay thì hai ông cháu đi ăn cơm với gì? Cơm cái gì? Chỉ ăn cơm thôi. Ăn nguyên cơm? Không có gì đâu. Tối nay ông đi hái được một chút rau rừng không? Không á? Bây giờ tối rồi không giờ gì hái được nữa. Cùng cháu là tí làm cơm cháu ăn thôi. Làm tí là nấu cháo ăn. Thế tối nay là Mạnh ăn cháo thôi à? Hả? Nói Mạnh nói cho chú nghe xem nào. Mạnh nói cho chú nghe nào. Có phải ăn cháo không? Phải á? Thật sự ra có bác ạ, khi mà đi vào nhìn thấy những cái đứa trẻ như này, thật sự ra rất là tội của bác. Ông thì phải nói là hy sinh cho Mạnh rất là nhiều. Đến thời điểm con của ông thì người con trai của ông thì đã đi sang bên nghe tin là đi Campuchia, nhưng mà không biết là đến thời điểm hiện tại thì là đã còn sống hay là đã chết rồi các bác. Tại vì đi Campuchia thì rất là nguy hiểm. Ở nơi đó thì có rất là nhiều những cái cạm bẫy mà chuyên gia đi lừa những cái các bạn hay là các anh ở trên vùng cao nhẹ dạ cả tín của bác đã đi theo người ta của bác ạ. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu không xin được chia sẻ với đây cô bác. Còn bây giờ thì đi vào và xem ông
với Mạnh là xem là ăn cơm với cái gì để một tí nữa hai cháu ăn cơm sớm sớm một chút. Tối nay thì ông mấy giờ đi ngủ buổi tối ấy? Ông có đồng hồ để xem, ông có đồng hồ để xem không? Không có đồng hồ. Không không có đồng hồ để xem. Có hai trên pin này sạc đèn không đủ. Thế nhưng mà thế là buổi sáng là ông làm sao biết giờ Mạnh đi học? Vậy sáng thì sáng trưa mưa là đi rồi. Đi rồi, có cháu đi học rồi. Ôi dồi ôi, đi tiền không có, cháu đi đòi ăn kẹo, ăn cái gì, không phải. Thế là Mạnh là phải ngoan nhá Mạnh nhá, nhớ chưa? Nào, quay ra đây, trả lời chú quay ra đây, nhớ chưa? Nhớ ạ nhá. Đấy. Còn là cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Phải nói hôm nay cháu Lực đi vào chia sẻ hoàn cảnh của ông. Ông thì là ông tên gì ông nhỉ? Ông xin Đức Sò. Ông là ông Sò đúng không? Ừ. Ông là ông Sò đúng không? Ừ. Đấy. Đấy. Hôm nay đi vào thăm hoàn cảnh của ông Sò với lại Mạnh, cô bác thực sự ra là rất là đáng thương và rất là tội. Nghe ông kể thôi, kể lại những câu chuyện của ông thôi, thì những giọt nước mắt của ông đã lăn rồi cô bác, đã rơi xuống rồi. Còn là cái thức phim này thì cũng khá là tối rồi cô bác. Cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Bây giờ thì Mạnh nói chào con các bà nhé. Máy tay chào các ông bà. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi. Bây giờ thì ông gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh nhé. Xin chào trên kênh. Xin chào. Ông thì có vẻ như là tiếng Kinh là chỉ biết một chút chút thôi cô bác ạ. Có những từ thì ông còn chưa được hiểu mấy. Và rất là may là khi mà cháu được xuống chia sẻ của ông thì còn ông còn biết nói tiếng Kinh. Hai ông cháu còn tương tác và hỏi chuyện được với nhau cô bác.